Chưa rồi ha. Hôm qua là ngày sinh nhật của Bùi Trung Đẳng. Bùi Trung Đẳng rất vui vì nhận rất nhiều tin nhắn chúc mừng sinh nhật, những lời tốt đẹp. Trung Đẳng rất là hạnh phúc. Trung Đẳng gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn gần xa, anh chị em, đồng nghiệp. Phải nói là không biết dùng lời lẽ nào cảm ơn tất cả các bạn khán giả, anh em nghệ sĩ, ca sĩ, đồng nghiệp. Tôi gửi lời chúc sinh nhật đến Bùi Trung Đẳng. Bùi Trung Đẳng cảm ơn rất nhiều. Thật ra thì Trung Đẳng hôm qua không có làm tiệc sinh nhật để dành cho tháng sau. Trung Đẳng sẽ làm sinh nhật, còn ngày tháng giờ thì giờ Trung Đẳng sẽ báo sau, sẽ làm cái buổi tiệc sinh nhật hết sức là quan trọng mà Trung Đẳng đã ấp ủ cách đây 10 năm. Vừa làm sinh nhật vừa làm kỷ niệm 10 năm luôn. Tháng sau Trung Đẳng sẽ làm vừa làm sinh nhật vừa làm kỷ niệm 10 năm chuông vàng vọng cổ. Và sau đây Trung Đẳng sẽ đọc tên, tại vì giờ Trung Đẳng mới ghi tên xong thôi, nhưng mà có lẽ là cũng còn sót nhiều lắm, chắc không đủ đâu. Bây giờ Trung Đẳng sẽ đọc tên ha. Nếu các bạn nào muốn đến dự sinh nhật của Trung Đẳng vào tháng sau thì hãy comment và nhắn tin cho Trung Đẳng nha. Có gì và các bạn thông cảm nha. Trung Đẳng chỉ đọc tên thôi, đọc tên bạn bè, anh em, đồng nghiệp, nghệ sĩ, diễn viên ha. Giờ anh Đẳng sẽ đọc nha. Bây giờ là đọc bên nghệ sĩ lớn nha. Thì đọc tên thôi ha. Nghệ sĩ Thanh Tuấn, Thanh Hằng, Trọng Phúc, Tấn Giao, Phượng Hằng, Cẩm Tiên, Trọng Nghĩa, Thanh Ngọc, Chiêu Hùng, Minh Hoàng, Quốc Việt, Kim Tử Long, Trần Ngọc Giàu, Hoàng Kha, Mỹ Hằng, Thanh Hồng Nhà Hát. Trung Đẳng sẽ đọc bên anh em nghệ sĩ trẻ chuông vàng. Chuông vàng thì có Võ Minh Lâm, Hồ Ngọc Trinh, Như Quỳnh, Đào Vũ Thanh, Ngọc Đợi, Lê Văn Gàn, Cao Thúy Vi, Kim Hồng, Võ Thành Phê, Lưu Quốc Vinh, Thu Vân, Lê Minh Hảo, Mỹ Vân, Bình Trọng, Nguyễn Văn Mẹo, Phùng Ngọc Bảy, nghệ sĩ Thanh Nhường, Quyền Trang, Phan Tấn Đạt, Ngọc Thảo, Kim Luận Sửu, Minh Trường, Nhã Thi, anh Lê Tứ, Hà Như, nghệ sĩ Thi Nhung, Nguyễn Thanh Toàn, Nguyễn Văn Hợp, Tuyết Nhung, Ngọc Châu, Nguyễn Văn Khởi, Phạm Văn Nguyên, Võ Ngọc Quyền, Trịnh Ngọc Huyền, Ngọc Kiều Oanh, Thanh Tâm, Hoài Dương. Cả nhà xem coi có sót nhiều không nha. Bên bạn bè thì những người anh đó là đạo diễn Nguyễn Đức Long, Hà Thanh Phong, Mai Đông Yến, nghệ sĩ Dũng Thanh, nghệ sĩ Kim Song Loan, Anh Tường, Băng Tâm Thế Hùng, anh Út Trái Cây, Bến Tre, chị Hương, chị Triệu, những tên nghệ sĩ anh em đồng nghiệp này là Trung Đẳng đã ghi tên và mời các bạn anh em đồng nghiệp tháng sau sẽ đến dự sinh nhật của Bùi Trung Đẳng và kỷ niệm 10 năm ca hát chuông vàng vọng cổ. Nếu có tên nào còn sót thì cả nhà hãy nhắc ra giùm ha. Sau đó là nghệ sĩ Hồ Minh Đương,
nghệ sĩ Trung Nguyên, Phương Ngân, Phương Linh, Phương Quyên, Lê Nhung, Lê Vi, Võ Phương Thúy, Vân Nga, Minh Tuyền, Ngọc Tiên, nghệ sĩ Thanh Loan, Anh Trường, Mai Đồ Vét, Tùng Hoàng Gia, vợ chồng anh Ba Toàn, anh Hai Hồng, anh Kiệt tiệm vàng, anh Phát tiệm vàng, Dương Tú Như, anh Tú, anh Điền Trung ở Bình Dương, anh Cá Con nè, nhà báo Thanh Hiệp nè, nghệ sĩ Tú Hữu Quốc nè, MC Ngọc Thu, nghệ sĩ Điền Trung Thanh Thảo, nghệ sĩ Thanh Hồng, nghệ sĩ Thanh Đông Vĩnh Kiều, anh Cảnh Tuấn, anh Hiền Phương, chị Võ Tử Quyên, có lẽ là cũng còn sót có gì cả nhà hãy nhắc trung đẳng nha. Bên nhạc sĩ thì có nhạc sĩ Hoàng Vũ, chị Liên, anh Trường Giang, Quỳnh Tuấn, Duy Kim, Đức Mỏng, Thanh Duy, Lê Của, Hoàng Sơn Nhỏ, anh Sơn Râu, nhạc sĩ Hoàng Hiệu, nhạc sĩ Thanh Liêm, Hoàng Tiên, nhạc sĩ Văn Môn, nhạc sĩ Bảo Úc Tị, nhạc sĩ Văn Nguyện, Minh Trí, nghệ sĩ hài thì có Thanh Tình, guitar Nguyễn Minh Đức, Thanh Kim, thì cũng còn sót một số ca sĩ nghệ sĩ thì trung đẳng sẽ đọc tiếp nha. Nhưng mà ngày giờ thì trung đẳng chưa có đọc lên được nha. Khi nào đặt thiệp xong rồi mới cho cả nhà hay ha. Nghệ sĩ An Thanh nè, ca sĩ Quang Trường, Long Hồ, Nhất Đăng, nghệ sĩ Lê Như, Khánh Băng, Nhật Quang, Hồ Quang Lộc, nghệ sĩ Hài Tấn Beo nè, Dũng Miến nè, Phạm Vũ Thành, Ngân Thoa, Hoàng Việt Trang nè, Hoài Nhung. Ủa Thanh Tình ghi bên đây hả ta? Như là mình bị dư một tên rồi. Phải không ta? Tới đâu rồi ta? Tới Thanh Tình, ca sĩ Đoàn Minh nè, Võ Hoài Long, Mỹ Linh, Diễm Thanh, Thanh Thủy Tiên, Trà My, chị gái Thu, anh Dự, chị Thảo, dì Út, Thái Điền Bình An nè, anh Thọ, anh Đông Ca, anh Tuấn, anh Tâm tóc dài, anh Tâm, anh Tư, chú Bửu, anh Hai Hường, em gái Kim Cẩm Loan, Hoàng Khanh, Thí Loan, nghệ sĩ Cẩm Loan, anh Tuấn Nám, nghệ sĩ Linh Trúc, Thúy Quyên, Tống Yến Nhi, Mỹ Tiên, Quốc Nhật, Hoàng Đông, Anh Hưởng, Kim Cương, Lâm Duyên, Cảnh Sì Cây, Truyền Guitar, chú Hoàng Xuân Việt, Phương Cẩm Ngọc nè, ca sĩ Vũ Duy nè, Hoàng Công Danh, Quỳnh Tấn Phong, Ngọc Lê, Nhân Hậu, Quế Trân, anh Hiếu Mít Cúp, Kim Tiến nè, Kim Thì nè, Lam Tuyền nè, Minh Huyền Đàn Tranh, ca sĩ Thanh Thư, Võ Hoàng Lâm, Hồng Nguyên, Hải Bến Tre, Lâm Tâm Như, rồi Cẩm Như, Lê Quốc Phòng.
sĩ Thạch Tiên nè, ca sĩ Khánh Bình, Dương Hồng Loan. Thầy Giàu ơi, nãy con có đọc ra tên thầy rồi đó. Thầy Trần Ngọc Giàu. Tháng sau là con làm sinh nhật và kỷ niệm 10 năm chuông già nhuộm cổ thầy ơi. Thầy đến dự nghe thầy. Nãy giờ có lẽ là cũng còn sót nhiều anh em lắm. Cả nhà ơi, nếu có thời gian đến dự sinh nhật với kỷ niệm 10 năm ca hát chuông già nhuộm cổ của Bùi Tuấn Đẳng thì cả nhà hãy ủng hộ nha, comment ha, bởi vì nhắn tin Tuấn Đẳng cũng được, bởi vì đông quá Tuấn Đẳng không nhớ hết tên. Chúc cả nhà buổi trưa vui vẻ. Nãy giờ còn sót những người em gái nữa, đó là Kim Ngân nè, rồi Ngọc Diệu nè, rồi Châu Mỹ Hạnh nè. Có gì Trung Đẳng in thiệp xong sẽ gọi điện mời cả nhà ha. Quỳnh Mai nè, chúc cả nhà buổi trưa vui vẻ ha. Chào tạm biệt cả nhà. Bây giờ Trung Đẳng sẽ tiến hành lên mạng lục soát những tấm hình của anh chị em. Trung Đẳng sẽ đi in thiệp. Bye bye.